Thiếu nhi năm 2019 khép lại với màn thắng không cần tranh cãi thêm của những kiểu dáng vách tán kính nhỏ, thì năm 2020 lại là sự lên ngôi của những kiểu dáng vách tán kính lớn. Nếu như bạn dành sự quan tâm đến các kiểu dáng vách đóng kính hoặc là đang có nhu cầu lắp đặt phòng đóng kính cho nhà mình thì bắt chèn ngay hôm nay. Những bộ cabin tắm kính lớn không phải chưa từng xuất hiện trước đây, nhưng hiện nay với thiết kế phòng tắm ngày càng rộng, dáng cabin lớn này cũng được ưa chuộng hơn. Điều này cho thấy chúng ta ngày càng chú trọng nâng cao những trải nghiệm để chăm sóc bản thân. Thấu hiểu điều này, Hiwin đã trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường về xu hướng vách tắm kính lớn, thích hợp với không gian phòng tắm rộng rãi. Những vách tắm kính khối vuông, chữ nhật trở thành nơi giúp bạn dội bỏ những căng thẳng, stress sau ngày dài làm việc. Đứng tắm giữa vách tắm kính rộng, người ta có thể thoải mái tận hưởng làn nước dịu nhẹ từ vòi sen chảy xuống như massage cơ thể mình. Phòng tắm đứng Hiwin trở thành một nơi riêng tư, tự do hơn nhờ hệ thống gioăng bịt kín các kẽ hở giữa các vách kính, đảm bảo gió không thể luồn vào, nước cũng không thể bắn ra. Điều đặc biệt nữa mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở vách tắm kính Hiwin đó là những phụ kiện dùng để lắp đặt đều được thiết kế vô cùng kỳ công, tỉ mỉ. Tận dụng những hoa văn, đường nét quen thuộc, Hiwin đã tạo nên những bộ phụ kiện họa tiết vô cùng sang trọng, nói lên đẳng cấp của chủ nhà. Hiwin sở hữu những bộ vách tắm kính đẳng cấp nhất hiện nay trên thị trường. Bạn muốn lắp đặt vách tắm kính cửa mở quay hay cửa mở trượt 2 cánh, 3 cánh? Đừng lăn tăn mà hãy tới ngay showroom của chúng tôi nằm trên đường Lê Văn Lương, số 21, tòa nhà The Golden Palm để cùng ngắm nghía và lựa chọn nhiều hơn nhé. Hẹn gặp lại trong video lần sau.